Trong hai ngày 21 và ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Bi đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện đã đến dự. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Bi đã xây dựng chương trình hành động và đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, nhà trường có 200 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt trên 90%, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 25%. Bên cạnh đó, chi bộ đã lãnh đạo việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Công tác xây dựng đảng luôn được chi bộ quan tâm. Hàng năm, chi bộ kết nạp được 2 đến 3 quần chúng ưu tú vào đảng, nâng tổng số đảng viên lên 27 đồng chí. Cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn nêu cao tính gương mẫu của người đảng viên, giữ gìn đạo đức, nhà giáo. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Bi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị chi bộ nhà trường cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của ngành giáo dục đào tạo về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, có phẩm chất và đạo đức tốt. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ban chủ ủy khóa mới, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.